phản ứng bất ngờ của ông Park Hang-seo trước câu hỏi trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Biểu cảm dễ thương của ông Park Hang-seo khi được hỏi về đội tuyển Việt Nam. Ông Park Hang-seo vừa chính thức ra mắt câu lạc bộ Bắc Ninh với vai trò cố vấn cấp cao dịp đội bóng này xuất quân mùa giải hạng nhì 2024. Đáng chú ý, lễ ra mắt diễn ra sau một ngày ồn Chu Xie chấm dứt hợp đồng với VFF, không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Khi được MC hỏi về việc có ý định trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam không, ông Park đã có biểu cảm vô cùng đáng yêu. Đứng hình mất 3 giây, sau đó nhà cầm quân người Hàn Quốc nở nụ cười và cảm ơn MC. Sau khi huấn luyện viên Chu Xie chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam, người kế nhiệm của ông luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Trong đó, ông Park Hang-seo cũng là một ứng viên được lòng nhiều người hâm mộ. Về phần mình, ông Park chia sẻ khi đảm nhiệm vai trò mới ở Việt Nam. Lần đầu tiên nhận đề xuất trở thành cố vấn cấp cao đội Bắc Ninh, tôi đã từ chối bởi thời điểm đó, tôi chưa có kinh nghiệm làm việc ở vị trí này. Nhưng sau quá trình tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao của đội, tôi thấy được sự quyết tâm, con đường chiến lược rõ ràng nên đã chấp nhận làm cố vấn cấp cao trong thời gian 5 năm.